Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn rơi Su-24M, MiG-29 và 42 UAV của Ukraine trong 24 giờ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngày 20 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo hướng Donetsk, nhóm lực lượng phía Nam của Nga, được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh, đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các nhóm xung kích của Lữ đoàn xung kích số 3, các lữ đoàn cơ giới số 53 và 110 của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, gần Kleschenevka, Veseloy và Khimik, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng trên là 175 lính Ukraine, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe bán tải. Trong cuộc chiến phản pháo, quân Nga đã bắn trúng một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, một hệ thống pháo tự hành Krag do Ba Lan sản xuất và một pháo tự hành D-30. Theo hướng Zaporozhye, các đơn vị từ lực lượng Nga được hỗ trợ bởi trực thăng, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Lữ đoàn Jaeger số 71 lực lượng vũ trang Ukraine gần Verbovoy. Ngoài ra, một cụm nhân lực và trang bị của Lữ đoàn cơ giới 116 của lực lượng vũ trang Ukraine gần Karipnoi cũng bị trúng hỏa hoạn. Có tới 35 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 phương tiện cơ giới bị tiêu diệt ở hướng trên. Trong cuộc chiến phản pháo, quân Nga đã bắn trúng một pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, một hệ thống pháo tự hành Acacia, 2 pháo D-30 và một pháo tự hành D-20. Theo hướng Krasny Liman, lực lượng chân chờ của Nga, cùng các cuộc tấn công của hàng không lục quân và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn cơ giới số 63 và 67 của lực lượng vũ trang Ukraine gần Chervonaya Dibrova. Ngoài ra, gần Toskoy và vùng lâm nghiệp Serebryansky, quân đội Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực cho các cụm nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới số 63, Lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 12 và Lữ đoàn số 5 của Vệ binh Quốc gia Ukraine. Ở hướng trên, Ukraine có 70 quân nhân thương vong, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và pháo D-30 bị vô hiệu hóa. Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok của Nga, phối hợp với hàng không và pháo binh, đã đẩy lùi một cuộc tấn công của phân đội xung kích thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 110 lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Prilutnoy. Các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh đã đánh bại nhân lực và khí tải của Lữ đoàn tấn công đường không số 79 và Lữ đoàn cơ giới số 72 của lực lượng vũ trang Ukraine gần Novomikhailovka và Vladimirovka. Ngoài ra, hoạt động của nhóm tấn công và trinh sát thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 38 của lực lượng vũ trang Ukraine cũng bị trấn áp gần làng Novodonetskoy. Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine trong ngày lên tới 135 quân nhân thương vong, 2 xe bán tải và 1 khẩu pháo M-Star-B. Theo hướng Kupian, hàng không và pháo binh từ lực lượng Zapad của Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang bị của các lữ đoàn tấn công đường không số 14, 32 và 25 của lực lượng vũ trang Ukraine gần Zagoroykovka, Ivanovka, vùng Kharkov, Rostovka và Bostovoy, LPA. Ở hướng trên, Ukraine mất 65 binh sĩ, 2 phương tiện cơ giới và một hệ thống tên lửa phòng không M1097 Avenger do Mỹ sản xuất. Trong cuộc chiến phản pháo, quân Nga bắn trúng một pháo tự hành M109 Paladin, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và một pháo tự hành D-20. Một kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 120 lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy gần Gatise, vùng Kharkov. Theo hướng Kherson, ba nhóm phá hoại và trinh sát của lực lượng vũ trang Ukraine gần Kazakhstan, vùng Kherson và các đảo Olayuskinsky và Pereyaslavsky đã bị ngăn chặn. Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng trên là hơn 60 quân nhân, 1 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 khẩu pháo D-30 cũng bị trúng đạn trong cuộc chiến phản pháo. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine tại 126 khu vực trong ngày. Ngoài ra, trạm chỉ huy và quan sát của một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn cơ giới 72 gần Akhleda, DPA và khu vực triển khai tạm thời của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 35 gần Petropavlovka, DPA cũng bị tấn công. Máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã chặn một máy bay ném bom Su-24M của không quân Ukraine gần Novovladimirovka, vùng Nikolaev. Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine bị máy bay không người lái tấn công tại sân bay Dozhinsevo, vùng Dnipropetrovsk. Hệ thống phòng không
tác chiến điện tử và hỏa lực vũ khí hạng nhẹ của Nga đã đánh chặn 4 tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và 5 quả đạn SIMARS và Smut MLRS. 42 UAV Ukraine đã bị bắn rơi gần Nagorno-Karabakh, Golovka, hơn nữa Mikhailovka, DPR, Belogorovka, Karamzinovka, Volkoyarovka, LPA, Novogorovka, Novoy và Minoy, vùng Zaporozhye, Postepnoy và Kozakhi-Lazero, vùng Kherson. Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 19 tháng 9, phía Nga mất thêm 520 quân, 7 xe tăng, 17 phương tiện chiến đấu bọc thép, 34 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 37 UAV, 32 phương tiện chở nhiên liệu, 3 phương tiện đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.